Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phú Phúc của mình nha. Thì ngày hôm qua, đáng lẽ là mình ra cái clip bán hàng xong. Thì trong vòng khoảng cỡ 1 tiếng hay 2 tiếng sau mình sẽ thông báo cho anh em trúng giải cái iPhone 5 anh em. Nhưng mà mình lưu quá nên là mình không có làm clip đó được. Và hôm nay thì sáng nay mình sẽ làm sớm để thông báo cho cái bạn mà đã trúng cái iPhone cho bên mình. Để mình cũng công bố để chúc mừng bạn luôn nha. Thì đây anh em, mình thì mình có làm cái trúng iPhone 5 này. Đó, máy thì còn xài ok, trước nay ok, máy quốc tế cho anh em không thì có tài khoản nha. Cái máy này thì mình sẽ tặng cho anh em cái bạn mà dự đoán trúng giải và bao ship cho bạn luôn nha, máy kèm cục sạc dán cường lực cho bạn luôn và bao ship tận nhà đó, ok nha anh em. Thì đây món quà đầu xuân của mình. Thì đây cái cạc ngày qua mình có cào đây anh em, mã số là 96 đuôi nha anh em có nhìn thấy ha. Đây cái cạc mình đã ký tên của mình vào và đã thông báo ngày hôm qua. Trong clip ngày hôm qua, nếu anh em nào chưa xem thì có xem cho mình cái clip ngày hôm qua là thông báo là số đuôi 96. Và đây kết quả thì có một bạn đã tham gia dự đoán rất là chính xác nha, rất sớm và chính xác. Có cái bạn là A4TV này, à đây, cái bạn A4TV này thì dự đoán thực sự anh em là sai quy tắc, có nghĩa là tham gia quá nhiều comment, anh em thấy không? Comment quá nhiều, có một nick thôi mà comment quá nhiều thì mình không thể tính được nghe em. Bạn ấy có dự đoán luôn. Đây này. Bạn có dự đoán là số 96 luôn mà. Rồi 94, 93 thì lại các kiểu, dự đoán quá nhiều, mình không thể tham gia cho bạn này được nha. Cái bạn này thông cảm. Bữa sau mà có tham gia thì bạn phải tham gia một số thôi. Còn tham gia này quá nhiều thì anh em không thể chấp nhận được. Đó. Và mình đây anh em. Đây, có một cái bạn này. Và cuối cùng là cái bạn này nha. Cái bạn Ngô Cao này anh em thấy không? Bạn Ngô Cao nha, thì tham gia rất là chính xác một ngày trước này, 96 số đuôi 96 nha. Và có hai bạn vào comment này đó, nhưng mà bạn Ngô Cao đây á thì lại không có để số điện thoại, không có để số điện thoại số đuôi đó nha anh em. Đây, anh em cứ coi kỹ đi ha. Đây, mình sẽ đưa cho anh em coi, đây nét lại đó, 96 nha. Bạn Ngô Cao là tham gia dự đoán chính xác nhất, số đuôi 96 và dính chính xác y như trong cái thi cao luôn. Thì mình sẽ trao giải cho bạn này. Cái bạn Ngô Cao này vui lòng comment một cái nữa dưới này giùm mình số điện thoại, số điện thoại của bạn luôn nha. Bạn Ngô Cao comment cho mình số điện thoại dưới đây và gọi điện trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại bên mình là 0355, gọi cho mình giùm 0355 356 356, dự đoán cho mình, gọi thẳng cho mình số này và chụp lại màn hình gửi Zalo cho mình là bạn là trúng giải nha. Thì mình sẽ trao giải cho bạn nha. Thì bạn Ngô Cao nhớ xem xong clip này nhớ là gọi liền cho mình nha. Mình sẽ rồi nhắn qua Zalo cho mình, số điện thoại 0355 356 356, nhắn tin Zalo địa chỉ họ tên để mình gửi điện thoại cho bạn ha. Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng trong cái clip trao làm chương trình ngày hôm mùng 5. Thì chân thành chúc mừng bạn và gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chúc mừng năm mới tới gia đình bạn và sự như ý nha. Rồi xin chào cả nhà và hẹn cả nhà ở clip bán máy tí nữa sẽ có clip sau ha. Chúc anh em may mắn ở những clip sau này, mình sẽ có những clip tặng quà tiếp theo. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like video ủng hộ mình nha anh em. Xin chào cả nhà.